Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Hôm nay là thứ bảy đầu tiên trong năm mới, vậy nên là đương nhiên rồi, chúng ta lại tiếp tục đi đến với một mini game nhá. Và vẫn như mọi khi thôi. Đây, bây giờ thì mình sẽ đi tìm và mua hạc làm mini game nhá. Bạn nào mà chưa biết thì kênh của mình thì cứ thứ bảy hàng tuần thì mình sẽ tổ chức mini game. Mini game thì mình sẽ đưa ra một câu hỏi, xong rồi các bạn trả lời và kèm theo một số may mắn. Nếu như mà chính xác thì sẽ là tặng con hạc mà mình sắp mua đây nhá. À, để coi nào. Tuần này mình sẽ mua con hạc nào bây giờ ta? Mấy con bên dưới này thì không ăn thua rồi. Có lẽ là mình sẽ mua con này nhá. Nhắm nó nãy giờ đấy. Biết sao không? Nó có cây AK dòng xanh với lại cây MP5. Đấy, hai cây nâng cấp. Một cây level 5 với lại một cây level 4. Cũng ấm đấy chứ nhở. Xem đồ bên dưới nào. Quần áo thì cũng khá là nhiều đấy. Ba lô có hai cái màu đỏ này. Ui, có Skywing luôn. Quá mướt các bạn ơi. Rồi, có đá chế tác, có mùa thẻ cực. Ok, chốt. Mình sẽ mua con này nha các bạn. Đây, mua luôn. Và mình sẽ cho các bạn một cái mã giảm giá. Bạn nào mà muốn mua ở trong shop của mình ấy, thì nhập cái mã giảm giá này vào thì nó sẽ giảm được 70% giá trị của con hạc nhá. Ví dụ như con hạc mà mình mua đây đăng giá là 900, nhưng mà khi mà add cái mã giảm giá này vào thì nó còn 270k. Quá lời đúng không? Quá xịn nhưng còn gì nữa. Nhưng mà bạn nào mà mua hạc thì nhanh nhanh nhá, vì là cái mã giảm giá này nó chỉ có tối đa là 10 lần nhập thôi. Nếu như mà các bạn mà không kịp thì lại phải chờ tuần sau đấy. Đến với trận đấu ngày hôm nay thì mình đang đi game ngẫu nhiên đây. Và có vẻ như là team của mình có một bạn nữ các bạn ơi. Châm Anh, bạn số 3 thì là dân chơi. Bạn số 4 thì hình như là Bảo. Đúng rồi, chắc chắn là Bảo rồi, không sai được. Như vậy là khả năng cao là sẽ có một bạn nữ và hai bạn nam với mình nữa. Đấy, hôm nay xuống phòng chơi, tự dưng lại thấy đông người trên này. Mừng ghê, mừng rớt nước mắt luôn. Đâu, người đâu? À đây, thấy rồi. Ok, lụm một bé. Vẫn còn các bạn ơi, trên nhà nhiều lỗ. Ok, đợi xíu mình bơm đầy máu này mình lên nhá. Nào, check phát coi. Ui, xuống đây rồi, xuống đây rồi cơ à. Bum. Ui dồi ôi, Phú ơi là Phú. Đẹp trai nhưng mà không tỉnh đòn là dở rồi. Thả đi lấy đồ. Về đấy. Ơ, bạn số 4 team mình. À, gục bên nhà đá bên kia. Bây giờ mình sẽ đi báo thù cho đồng đội nha các bạn. Cũng hơi cùi đó là cái súng của mình nó mới có hai cái súng tầm gần thôi. Đang thiếu cái súng tầm xa. Đành tìm cách áp sát vậy. Ủa? Đâu nữa ấy? Địch ở dưới này nè. Không có người đồng đội nào xuống cùng mình luôn. Nhưng mà thôi, không sao. Mình là đủ rồi. Mình đã thấy có keo dựng lên. Có tăng giáp nhưng không ai ăn. Ấy. Thì ra là thanh niên kia nãy giờ là chờ mình xuống đây ăn cái tăng giáp xong rồi tính húp mình. Ngon đấy bạn ơi. Ok, mình tới nhá. Bắn đi, bắn chán đi. Chẳng qua là mình không có súng tầm xa nên là mình phải tìm cách mình tiếp cận đây. Không nhảy ra. Quá trời đồ. Nhưng mà từ từ đã. Giải quyết thanh niên này đã xong rồi, lút đồ sau. Đang ke mình rồi các bạn ơi. Hơi tiếc là mình không có trái liệu nào ta. Quả này mà có một trái liệu phải ngon không. Chà, liều ăn nhiều nha các bạn. Ấy. À, đặt keo nhanh thế. Chưa bắn được viên đạn nào. Rồi, lại bơm máu rồi. Mình không có liệu mà bạn ấy lại ke rồi. Mình phải chấp nhận vậy. Ơ, đồng đội mình khô máu luôn à. Ghê vậy. Ôi giời ơi, Châm Anh ơi, là Châm Anh ơi. Ôi, phía sau con người. Ghê. Không kịp cứu đồng đội luôn. Không sao, lát nữa tí mình hồi sinh sau vậy. Chứ biết sao bây giờ.
Ska này. Có địch. Có địch. Địch đâu? Cứ ping có địch nhưng mà không thấy địch đâu thế này thì lấy đâu ra mà bắn. Ê ê ê. Mình xin cái đầu nhá. Lơ ra lơ lơ là bay cái đầu liền. Đây. Lâu lắm rồi bắn súng tủ. Thực ra thì mình đang muốn bắn cái súng khác cơ nhưng mà chưa kiếm được cái súng khác. Nên tạm thời mình sẽ bắn Ska nhá. Lát nữa mà có súng khác lạ lạ hơn thì mình sẽ bắn. Có độ không bạn? Đây rồi, thấy rồi. Kéo nhanh đấy. Ok. Không có súng gì không? Đây rồi, đây rồi. Các bạn thấy gì đây không? Gjoza. Đây, mình sẽ đổi qua Gjoza nhá. Ok. Đấy. Bắn lại cái súng thính huyền thoại ngày xưa. Ngày xưa cái thời mà chưa có skin súng ấy mà gặp cây Gjoza là tranh nhau bắn. Tại vì là nó ổn định nhá các bạn. Nó vừa mạnh mà nó lại vừa êm. Bắn phê cực luôn. Nhưng mà bây giờ thì có quá trời súng nâng cấp rồi nên là cây Gjoza này nó bị yếu thế. Chứ ngày xưa là nó mạnh lắm đấy. Với cả là hình như là cái cây này như kiểu bị Ghana ghét bỏ hay sao ấy. Hoặc là cũng có thể do là chúng ta ít sử dụng cái cây Gjoza này quá. Đâm ra là bên Ghana không chịu ra súng nâng cấp. Toàn ra mấy cây mà kiểu như là nhiều người chơi mới ra. Còn ít người chơi là không ra. Hay thật. Nếu cây Gjoza này mà có súng nâng cấp chắc là cũng nhiều bạn chơi đấy. Hay bắn nó cũng khá là ngon. Cái cây Gjoza này thì nó ít giật này. Xong rồi bắn thì nó cũng không có nhanh lắm. Nhưng mà đam nó cũng ok. Nói chung là nó tựa tựa như là cây M451 vậy. Đây, đợi xíu mình cứu cho. Gớm, làm gì căng. Đó, xuống đi. Dành cả thanh xuân để đi cứu đồng đội đây này. Bắn nhau đã đủ mệt rồi. Đi cứu đồng đội còn mệt hơn nữa cơ. Ok, chúng ta vào bo nhá. Đi tìm người bắn nhau nhá. Bên kia đang có người cứu nhau kìa. Chắc chắn là bên đấy sẽ đông người rồi. Đó, chúng ta sẽ đi qua đấy sờ múi ít nha. Nhưng mà có vẻ như là các bạn ấy cứu xong rồi. Buồn ta. Cứu nhanh thế nhờ. Không biết là bây giờ mình qua có kịp không ta. Thôi thì cứ qua vậy. Kịp hay không kịp thì cũng phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Mà đợt gần đây thì những cái video của mình khi mà mình đăng lên ấy, tự dưng lại thấy có rất là nhiều bạn kiểu như là người xem cũ ngày xưa của mình vào xem. Trời ơi, comment quá trời comment luôn. Dù gì thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều nhá. Tự dưng đợt này YouTube lại đề xuất lại với một số những cái kênh đã không xem mình nữa. Hay thật. Máu à. Ê, có chim các bạn ơi, có chim, có chim, có chim. Có chim thì xin cái đầu liền. Đó, ai bảo là người Gjoza yếu đúng không? Quan trọng là ai bắn thôi. Làm gì có súng nào yếu đâu. Đâu rồi? Dụng ở đâu ấy nhỉ? Ấy, dụng ở đâu rồi ta? Mình nhớ là gần gần đây thôi mình nhờ. Không biết ở đâu luôn các bạn ơi. Thôi, không biết thì đành phải chịu thôi chứ biết sao bây giờ. Chắc là mình sẽ chờ cho bạn ấy tự chết vậy. Còn nếu mà xui xui thì đồng đội bạn ấy cứu mất. Coi như là mất một kill. Như này làm gì đấy? Áo ma ấy. Đứng đây cứu luôn à. Bên này lại có người cứu nữa. Vẫn còn cơ hội. Chưa cứu xong. Đây đây đây, đây. Không gục kìa. Cay chưa. Mình xin nhá. Rainbow à. Cầu vồng. Đấy, qua liền qua liền qua liền. Các bạn đang giao tranh với nhau. Qua tầm này đúng là hợp lý luôn. Đấy, bắn nhau kìa. Ấy ấy ngồi kìa. Boom. Một bé gục. Ok. Lia. Tội hai bạn này ghê. Không biết là mình đang ngồi ở trong này có ai tới đây săn mình không ta. Có bạn nào tới đây săn mình không? Mình kiếm thêm ít kill mới coi. Có vẻ như là không ai tới đây săn mình rồi. Thôi thì mình sẽ loot một chút đồ xong rồi chúng ta lại tiếp tục đi tìm người tiếp nhá. Ok. Người bên kia à? Rồi, gục. Mình xin. Perfect liền.
vẫn còn nha các bạn, nhưng mà bên kia ám binh bất động rồi. Rồi xong có tầm luôn. Tôi cần hợp cứu thương. Sukuna ghê ta. Rồi xong, chạy qua luôn rồi. Không sao, bo đang thu mà. Mình nghĩ là đồng đội mình bên đấy sẽ bắn được hạ bạn đi thôi. Ê, gì mà căng thế anh trai. Người ta đang ngồi tâm sự nhưng mà tự dưng lại lao đầu lên bắn người ta. Sợ thế. Làm gì mà căng. Làm gì mà căng. Nhảy vào đây không? Ở đây có tài nguyên. Ôi dồi ôi, đồng đội mình hai người trong kia kia. Địch nào mà đỡ lại được. Ê, tưởng là đồng đội giết xong rồi chứ. Không được, không được. Ngộ không. Không gục à? Không gục thì thôi. Nhưng mà rồi sao hả bạn? Rồi bạn cũng sẽ phải chạy bo mà thôi. Thằng đá có người nha, thằng đá có người nha. Tiện đây thì mình sẽ đưa ra câu hỏi trong mini game tuần này nhá. Câu hỏi trong mini game tuần này đó là skin súng Gjoja mà mình đang dùng có tên là gì? Các bạn hãy comment đáp án xuống bên dưới phần comment kèm theo một số may mắn từ 00 tới 99 và UID âm phúc của mình xuống bên dưới phần comment. Bạn nào mà có câu trả lời nhanh nhất và có kết quả xổ số miền Bắc trùng với lại ngày 29 tháng 1 tức là chủ nhật đấy thì sẽ nhận được cái ạc mà mình mua ở đầu game nhá. Ngoài ra thì mình sẽ chọn ra 3 bạn may mắn nữa để nhận 20k âm số của mình nha. Thì khi mình nhận thì các bạn có thể mua sắm thoải mái âm số của mình. Lưu ý là các bạn khi mà tham gia mini game ấy thì các bạn phải comment đúng ID âm số của mình nha. Còn cách lấy ID ấy, thì các bạn cứ vào số của mình, lập một cái nick, sau đó vào cái phần thông tin cá nhân ấy thì nó sẽ có UID. Thì các bạn chỉ cần copy cái đấy là được. Tại vì là mình cần cái UID đấy để mình đi nạp tiền cho các bạn nếu như mà các bạn trúng giải ấy. Hoặc là nếu như mà các bạn mà trúng giải nhất ấy thì mình cũng cần phải xác minh là các bạn có được trúng hay không. Một cái tin khá là vui đó là cái nick mini game tuần trước thì đã có bạn nhận rồi nha. Đúng là sau 3 lần thì cuối cùng cũng có người nhận đấy. Đây rồi, đây rồi. Ok à. Người cuối cùng còn chưa kịp bắn viên đạn nào mà đã nhân giống rồi. Nhanh thế nhờ. Ok, chắc là mình cũng xin phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn tham gia mini game may mắn nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Bye bye.